rồng thì mẹ có việc là phải quay phim từ hai đầu rồng để làm cho mình có clip. Còn ba thì ba lại cũng sẽ đi clip và thăm hồng. Rồi anh Biên quay đi. Này ở trong nè Biên. Ủa con ông ghê quá không? Không, ông đó nó không chích. Ông đó nó không chích đâu. Bứt hết cái đám này là đủ làm một trăm mấy hộp rồi đó. Đó mà đưa anh đi mở bình bịch đi. Ở trên cao nữa kìa. Tại bên nhà bên kia mọc qua. Vừa non nè cả nhà. Hôm nay nấu chè chuối nha cả nhà. Đang luộc củ mì, củ khoai mì. Rồi, nếm thì có được cái. Con rang nè, đang mọi người đang lột đậu phụ để mà nấu chè đây.
chút à.